Nguyên Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thân thân như gồm con bài chúng cho con hàng thân danh sứ trao cho lễ ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngâm ơn rồi nghe lời con biết ta từ bên tâm vui con ngày đêm thầm xa lời Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận thêm một người anh em tên là Vũ Văn Đương, 26 tuổi. Người anh em này mắc phải 4 căn bệnh hiểm nghèo. Một là ung thư dạ dày, hai là nổi van tim hai lá, ba là gan nhiễm mỡ độ 1, 4 là độ polype túi mật, 5 là viêm hang vị. Có như người anh em này đang mắc phải 5 căn bệnh hiểm nghèo này. Ở độ tuổi 26 thôi. Thực ra đây là một cái độ tuổi rất là có hữu ích cho đời, cho bản thân anh. Chúng con cầu xin Chúa hãy chúc lành cho người anh em này, hãy chữa lành cho người anh em này. Xin cộng đồng mạng chúng ta cùng cầu nguyện cho người anh em này để họ vượt qua 5 căn bệnh hiểm nghèo này, để họ được trở về với Chúa, thờ Chúa và sống tốt lành như trời sớm nắng dịu. Đó là lời kêu gọi của cha. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng con. Chúng con cầu xin ngài biết chúng tôi, biết chúng con như nhân cha và con. Con ơi, bây giờ là cha sau khi tiếp nhận hồ sơ của con thì cha thấy con mất 5 căn bệnh. Con có biết con bị 5 căn bệnh này không? Biết sao? Con bị 5 căn bệnh này lâu chưa? Một tháng này. Thứ nhất là cha nói rõ cho con biết là con có 5 căn bệnh là ở hai bệnh viện lớn nhất đã kiểm định con đó. Bệnh viện Đa Khoa Hành Đức ở Sài Gòn và bệnh viện Đại học Y Dược ở Sài Gòn. Thì con mắc phải 5 căn bệnh. Thứ nhất là con bị ung thư dạ dày, lét lớn, nhiễm cứng thân dị 5-6cm. Thứ hai là con thở van tim 2 lá 1/4. Thứ ba là con gan nhiễm mỡ ở độ 1. Thứ bốn là con bị đa polype túi mật. Thứ năm là con viêm hang vị. Vậy một mình con mà con phải mắc bệnh 5 căn bệnh này ở độ tuổi 26 thì cha nghĩ rằng con phải cố gắng điều trị nha. Tại vì những bệnh viện lớn đã trả con về rồi thì con phải cố gắng con theo phác đồ ở đây nha. Thì dĩ nhiên cái phác đồ ở đây rất là khó, nhưng mà nếu chúng ta theo là trở thành phác đồ rất là dễ. Tuy nó là khó thiệt, nhưng mà thật sự không khó với người bệnh con nha. Thật sự không khó với người bệnh. Thì giờ cha cũng nói thêm với con rằng là nếu cái bệnh này của con mà ở ngoài, ở các bệnh viện lớn mà chữa trị á, thì con phải tốn tiền rất nhiều. Nhưng rồi bác sĩ cũng sẽ bó tay với những căn bệnh này. Do bởi là tại sao mà bác sĩ chữa không hết? Cái vấn đề mà bác sĩ chữa không hết ngay chỗ là bác sĩ vẫn cho con ăn động vật. Vì bác sĩ chưa nhận ra được cái chỗ động vật không phải là thức ăn cho con người. Cho nên bác sĩ cho con ăn thoải mái tự do. Anh ngồi đây. Bác sĩ cho con ăn tự do và ăn thoải mái. Ngay cái chỗ con bị ung thư dạ dày thì đương nhiên là con không thể ăn được, vì nếu con ăn là không cứu con được nha. Cha cũng nói thêm với con rằng là cái căn bệnh này con phải hết sức là nghiêm chỉnh theo phác đồ, thì cha sẽ cố gắng trị cho con vượt qua nha. Thực sự thì hở van tim, gan nhiễm mỡ, viêm hang dị, tất cả những cái thứ bệnh này lớn,
Cái lớn nhất là con bị ung thư bao tử. Rồi là ung thư dạ dày. Đây là cái lớn nhất mà nó sẽ làm cho con bị mất mạng liền. Trong tích tắc thôi, chứ không lâu đâu. Vậy cha khuyên con hết lời ở ngay chỗ là con phải theo ban viện trận ở đây cuối cùng. Vì các bác sĩ ở bệnh viện lớn đã chạy con rồi, thì con không còn lý do để con chạy ở đây nữa. Mà nếu ở đây mà con chạy thì cha cũng chạy con luôn nha, cha cũng chạy con luôn. Tại sao cha nói như vậy? Là bởi vì từ khi cha mở phòng khám ung thư tới nay thì hiện tại bây giờ là có 20 ca ung thư. Nhưng mà nếu mà nói 20 ca là đang trực tiếp điều trị, còn khoảng 20-30 ca nhưng mà vô rồi có mấy bữa chạy hết. Chạy không phải là vì họ trị không hết, mà chạy là vì họ không theo phác đồ ăn cháo trắng được. Tức là họ còn thèm thuồng ăn này ăn nọ ăn kia. Mà ăn này ăn nọ ăn kia là không kỹ hết rồi. Hoàn toàn kỹ hết nha. Do vậy mà cha khuyên con rằng là khi con đã vô phác đồ này rồi, con phải cố gắng theo ban viện trận. Vì ban viện trận cũng quyết lòng trị cho con hết rồi. Bằng chứng là ngày mai cha cho xuất viện một ca ung thư tủy. Là ca ung thư tủy này bệnh viện An Bình ở Sài Gòn xét nghiệm ung thư tủy. Thì khi đó là bệnh viện huyết học đã thông báo cho bà biết là bệnh viện truyền máu huyết học Sài Gòn đã thông báo cho bà biết rằng là bà sẽ 2 tỷ 700 hay là 1 tỷ 700 triệu hay là 1 tỷ. Thì bà không có tiền thay. Sau đó thì bác sĩ khám cho bà là 6 tháng đủ là chết. Thì cũng mình nói theo kiểu thế gian là thuốc chủ mang thầy, trời xui đất khiến cho bà gặp được cha. Những tháng đầu cha mở phòng khám ung thư thì bà xuống đây bà điều trị ở đây. Thì bà theo phác đồ của cha là ăn cháo trắng. Thì trên dưới 3 tháng thì hôm nay bà ở bệnh viện Đại học Trung tâm Đại học Y Dược đã xét nghiệm lại là bà không còn đa ung thư, gọi là không còn ung thư tủy nữa. Thì ngày mai cha sẽ làm một cái nghi thức cho bà ra khỏi phòng khám ở đây. Thì như vậy bà đã đi theo cha và ban viện trận này trên dưới hơn ba tháng. Nhưng mà trong 3 tháng qua nó cũng vật vã bà như thứ nhất là bà cứ tái phạm hoài. Cha làm hồ sơ lại cho bà 2 lần là không chữa được, rồi cha đuổi bà 1 lần, có nghĩa là bà không theo phác đồ được. Nhưng mà cuối cùng bà tái lên cũng xuống, nhưng mà bà theo phác đồ được. Cuối cùng là bạn hết ung thư. Thì ngày mai cha cho bạn ra khỏi phòng khám. Khoảng 20 tháng 8 này cha sẽ cho ra khỏi phòng khám khoảng 8 ca ung thư. Gọi là bệnh nan y. Đó là những điều cha đang nói một cách nghiêm túc nha. Cha không có nói giỡn được nha. Tại sao họ được ra như vậy? Là bởi vì họ đã theo đúng cái phác đồ đó, đúng cái phác đồ đó chứ. Cha cũng nói thêm với con rằng là cái phác đồ này là ăn cháo trắng. Thì khi con ăn cháo trắng vào thì điều đầu tiên con nhận được đó là con cảm giác mệt mỏi. Tại vì mình đang động vật mà, bây giờ quay qua ăn cháo trắng thì con phải dễ bủng lủng lại kia. Thì khoảng vài ba bữa đầu thôi con, thì tự động con quen thích nghi với cháo trắng là con cũng còn bủng lủng nữa. Nhưng ngược lại cháo trắng ở đây con cũng phải ăn theo chỉ định của ban viện trận. Tức là con không được phép ăn cháo trắng một cách tự nhiên, muốn ăn nhiêu ăn. Ăn theo cái khuôn phép mà ban viện trận cho mình ăn. Ví dụ như ngày hôm nay cho mình ăn con chén, mình không được ăn 2. Ngày mai cho mình ăn 4, mình không được ăn 5. Còn mình không được dịch lại 3 nha. Vì cháo trắng là một liều thuốc, chứ không phải cháo trắng là ăn để no lấy no. Ngoài chuyện ăn lấy no, còn có một chuyện là một liều thuốc nữa. Do vậy mà cái cháo trắng chính là thuốc nha con. Cha nói kỹ cho con nghe. Cháo trắng ăn để bảo vệ sự sống cho con. Bên cạnh đó nó chính là liều thuốc để chữa bệnh.
À, vừa rồi cha tổng cộng lại cha đủ 6 ca. Thứ nhất là những người vô đây sai phát đồ, cha đủ. Thứ hai là những người vô đây ăn cháo trắng không nổi, cha đủ. Mà cha tiếc thay cho là 6 ca này cha đuổi đó là đang trên đường hết bệnh mà cha vẫn không tha thiết chữa bệnh, cha vẫn đuổi. Bởi vì ở đây cha chữa bệnh nhằm mục đích là chữa cho con hết bệnh để về con sống đạo đức thánh thiện, chứ cha không nhằm mục đích chữa cho con hết bệnh để về con sống tự do. Trước đây con chưa vô cái phòng khám của cha, con chưa gặp cha thì con sống như thế nào cha vẫn không bận tâm nha. Còn sau khi con vô phòng khám này thì cha sẽ thay đổi cách sống của con liền. Thứ nhất là cha tách con ra khỏi cái môi trường gia đình con, để con ở trong một cái phòng trọ đó. Trong phòng trọ đó bây giờ nó không có những cái tiêu chuẩn nào cho con, đáp ứng cho con. Thứ nhất là nó chỉ có cái giường, có cái phòng, có cái toilet, có cái chỗ nấu cháo ăn, có cái quạt thôi. Hoàn toàn nó khác hẳn với cái đời sống thường ngày của con. Thứ hai, con ở trong phòng trọ đó để con nhận ra được tại sao con bệnh. Và mỗi ngày con đến đây con khám bệnh thì ban viện trưởng sẽ dạy cho con biết lý do con bệnh. Và ban viện trưởng sẽ cho con thấy con hết bệnh từng chút một. Và sau cái mà con đã kết thúc căn bệnh rồi thì con trở về con làm một người tốt hơn cái thời điểm mà con chưa chữa bệnh ở đây nha. Cái tốt hơn ở chỗ là giờ đây con nhận ra động vật không phải là thức ăn của con. Mà tại sao các bệnh viện lớn chạy bệnh con ở ngay chỗ là các bệnh viện không cho con thấy được chỗ là động vật không phải thức ăn của con. Cha dồn trong cái bảng này nè, bệnh viện Hồng Đức nè, thấy không, con thấy nó này không? Ở phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và cái đại học Y Dược ở trong này luôn. Rồi cha dồn ở sau câu này nè, câu dưới này con đọc cha nghe kìa, con đọc lớn lên nè. Đó, làm việc cả ngày lễ và chủ nhật là điều tốt, cứu người mà. Nhưng mà cái câu là có xe đưa đón bệnh nhân, cái câu này làm cho bệnh nhân không hết bệnh. Tức là cái câu này là làm cho bệnh nhân hưởng thụ, chứ không làm cho bệnh nhân hết bệnh. Con đi khám bệnh mà con dùng đồng tiền để người ta đưa đón con thì đồng nghĩa là con muốn ăn gì người ta đâu có cản con được. Tôi không có xe đi, anh phải đưa xe đón tôi mà. Tại sao tôi muốn ăn động vật, anh cấm tôi. Và chính cái câu này giết con. Cái câu này là câu giết con. Có xe đưa đón bệnh nhân, chuyện này tốt. Nhưng mà họ nhìn con như là một thượng khách. Tức là khách hàng là thượng đế. Vậy thì tôi là khách hàng, tôi chính là thượng đế, anh phải phục vụ cho tôi. Vậy giờ này tôi muốn ăn cái gì, tôi muốn làm cái gì, anh không được quyền cấm tôi. Từ cái chỗ mà con không được, không ai có quyền cấm con hết, dẫn đến cái con chết lẹ. Con hãy nhớ kỹ cha đang dạy dỗ con ngay chỗ này nha. Do vậy khi con đến đây rồi, cái câu này con không có quyền nói nữa. Con không được đòi. Vì nếu con đòi ăn cái gì, con đòi muốn cái gì là cha không chữa bệnh con được. Ở đây con nhớ là con đi chữa bệnh, chứ không phải là con đi nghỉ dưỡng. Hai cái khác nhau. Ở đây con đi chữa bệnh, chứ không phải con đi bầu dưỡng, đi bổ dưỡng. Con muốn ăn cho mập, cho béo, cho khỏe, cho mạnh thì con hết bệnh con mới được làm chuyện đó. Còn ở đây là con phải theo phác đồ để hết bệnh. Sao cái con hết bệnh rồi con về nhà con làm gì cha cũng không quyền cản con. Đó là tự do riêng của con. Vậy con ở đây bệnh viện Hồng Đức cho con một cái câu là có xe đưa đón tận nơi bệnh nhân. Như vậy chính cái câu này nó giết con. Con hiện nay đang là ung thư dạ dày,
thì cái ung thư dạ dày là tuyệt đối tránh con. Con không được phép chọn lựa thức ăn, con chỉ được phép ăn cái gì mà bác sĩ chỉ cho con. Còn nếu con được ăn tự do là có xe đưa đón con ra nghĩa địa, chứ không phải là có xe đưa đón con để về mạnh khỏe. Con công nhận chỗ này không? Nếu có phải cái bao tử con thì con ăn nhiều vô con chết thôi. Nó ung thư mà. Nó giờ cái bao tử con như vậy nè, con đã thấy hình rồi nè. Bây giờ con nhìn cái bao tử con nó như vậy mà con ăn được cái gì nữa? Có phải nó giống như một cái hầm rác không? Ở trong bao tử con nó như vậy, nó giống như một cái sọt rác vậy đó. Nó thúi ình, thúi quắc trong đó, mà con cứ dồn vô. Đúng không? Vậy thì cái câu này là phải đổi lại là có xe đưa đón con ra nghĩa địa. Đúng hơn là có xe đưa đón con hết định. Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, con chỉ được phép ăn theo lời dặn dò của ban dưỡng trại, chớ con không được phép ăn một cách tự nhiên. Cha chỉ cần nghe con đòi ăn xí muội hay là trái cây là cha đuổi ngay. Hai người đòi ăn xí muội cha đuổi liền tại chỗ, cha không có cho trả giá. Hai người bỏ phòng khám cha đuổi liền tại chỗ, cha không cho trả giá. Bởi ở đây cha cứu con chứ không phải cha cho con hưởng thụ, hai cái khác nha. Con về đến cha là cha cứu con cho con được sống lại, và cha dạy con cho con được nên người tốt. Vì ngày hôm qua con chưa về đây là con đã ăn sai thức ăn, con nạp động vật, con đã là người không tốt rồi. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, con về đây cha dạy con ngược trở lại là con phải thực hiện đúng cái phác đồ mà cha đưa ra. Sau đó con hết bệnh rồi về, con không được ăn những cái thứ mà trước đây con ăn nữa, vì trước đây con ăn con đã bệnh mà. Vậy thì hôm nay sau khi con khỏe lại, con không còn ung thư nữa, con trở thành một người mạnh khỏe, con trở về con phải ăn cây cỏ mới hạt giống. Đó là thức ăn đã làm cho con hết bệnh nha. Nhưng tại sao cha nói với con là cha đuổi người này đuổi người kia? Là bởi vì cha không muốn là cha làm phiền lòng các cha sở, cũng như cha không muốn làm phiền lòng các bệnh nhân tốn tiền. Mỗi một bệnh nhân về đây, nếu là đạo công giáo thì có cha sở ký tên. Mỗi một bệnh nhân về đây, nếu là đạo Phật thì có các sư trụ trì ký tên. Mỗi một bệnh nhân về đây mà nếu không tôn giáo thì có chủ tịch chữ thập đỏ địa phương ký tên. Có nghĩa là người ta đã thương con đến mức người ta dẫn con về đây. Nhưng mà tụi con vẫn coi thường những cái lời này. Chính vì cái chỗ đó mà hôm nay cha sẽ cho con biết một cái nguyên tắc mà đầu tháng 7 cha áp dụng. Hôm nay con còn được, con cầm cái miếng giấy của cha sở ký tên về đây là được cha chữa bệnh. Nhưng mà bắt đầu từ đầu tháng 7 con cầm miếng giấy này về là vô nghĩa, cha không chữa bệnh. Miếng giấy này vô nghĩa, tới đầu tháng 7 nó không còn hiệu lực. Nhưng mà tới đầu tháng 7 sẽ có một miếng giấy nào có hiệu lực. Đó, sẽ có một miếng giấy nào có hiệu lực. Cha đọc cho con nghe bài phúc âm này. Con là người công giáo mà, đúng không? Con có nghe cái bài phúc âm người Samaritano nhân hậu chưa? Có không? À, con có thể mô tả sơ sơ cho cha nghe được không? Có một người hôm qua mà không cứu giúp, một người nghèo hơn đi qua thì có tính lại và cứu giúp thì không. Đấy, con đã nhớ sơ sơ rồi ha. Cha đọc qua phúc âm này cho con nghe nha, nghe kỹ nha. Người công giáo, mình là người công giáo nha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 câu 25 đến câu 37. Nghe kỹ cha đọc nha. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy là thưa Chúa Giêsu, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Bây giờ Chúa Giêsu nói nè, trong luật đã chép như thế nào, ông đọc thấy gì trong đó?
Bây giờ cái ông thông trả lời: ngươi hãy Thiên Chúa là của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Đó là người phong luật hiểu như vậy, trong sách luật làm như vậy để được sự sống đời đời. Chúa Giêsu mới nói nè, ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng cái người, nhưng người đó muốn bào chữa cho mình, cái người phong luật á, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: nhưng ai là anh em của tôi? Ông nói bây giờ con làm được á, nhưng mà con không biết ai là anh em của con. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu kể một câu ngôn: một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp, chúng bóc lột người ấy, đấm nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Tư tế là ai? Ngày hôm nay tư tế là các linh linh mục đó. Thời điểm đó nói là thời Chúa Giêsu là các tư tế đi ngang thấy một người bị đánh bỏ đi nha, để người ấy nửa sống nửa chết. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, tức là ở trong cái tiền đường ngày xưa là có tư tế nè, có trợ tế nè. Tư tế là người dân của lễ lên cho Thiên Chúa, còn trợ tế là người giúp người tư tế. Giống như ngày hôm nay là trong nhà thờ có ông cha, rồi ông thầy sáo, rồi ông thầy giúp sứ, rồi bà phước. Ông cha là tư tế dân của lễ lên cho Chúa, còn ông thầy sáo, bà phước hay là ông thầy giúp sứ đó là trợ tế. Ở trong đoạn tin mừng này, ông tư tế đi qua bỏ đi, trợ tế cũng thấy bỏ đi, trông thấy nạn nhân cũng đi qua, một trợ tế cũng vậy. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy. Người xứ Samaria này là cái người này là người ngoại đạo, người đại khái là người không theo Chúa, nhưng mà ổng là người thuộc cái xứ Samaria, giống như con là Vũ Văn Đương, con ở xứ nào? Hả? Hương Nhượng. Là thuộc tỉnh nào? Nam Định. Dạ. Ông Vũ Văn Đương người Nam Định. Thì cái ông này người xứ Samaria, cũng như là ông Đương người Nam Định, ông này là người xứ Samaria. Đi đường đến gần người ấy, đến gần người bị đánh cướp, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa người về quán trọ săn sóc. Hôm sau lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Chúa Giêsu mới hỏi cái người phong luật đó: theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Vậy cái dụ ngôn này nó có 3 hạng người. Hạng người thứ nhất là tư tế thấy cái người bị đánh đập giữa đường bỏ đi. Hạng người thứ hai là trợ tế thấy người đánh đập bỏ đi. Người thứ ba là người Samari, người ở xứ Samari lại tới thấy người bị đánh đập, đem dầu, đem rượu bó, đem lại nhà trọ, dặn ông chủ nhà trọ: hôm sau băng bó cho sạch sẽ, hôm sau tôi đến, thiếu tiền tôi bù thêm. Vậy trong 3 cái hạng người này, ai là người có lòng thương xót? Người thứ ba là người đó là người ngoại đạo. Con thấy rõ chưa? Đến ngày 1 tháng 7 này, tất cả những người công giáo mà khi lâm vào tình trạng mà bệnh ung thư nan y thì cha sở không được phép ký tên gửi về,
mà chính cha sở phải nắm tay dẫn người đó về đây cha mới chữa trị. Vì cha muốn cha sở chính là một người có lòng thương xót thật sự trên con chiên của mình. Con nghe cho kỹ nha con. Con hôm nay là vậy đó, con hên chưa? Con hên lắm rồi đó con. Con thấy là con còn phần phước đó. Đến ngày 1 tháng 7 này cha ban hành một cái luật gọi là người công giáo, thì chính cha sở phải đưa con chiên lên xe chở về đây, nói với cha tường: cha ơi, con chiên của con đã ăn sai thức ăn, giờ đây bị ung thư, xin cha chữa lành cho con chiên của con. Rồi con gửi con chiên của con ở đây, khi nào mà có thiếu thốn gì thì cha cho con hay, con giúp đỡ cho con chiên của con. Đó mới là người có lòng thương thương xót, đó mới là một vị tư tư tế, đó mới là một vị linh linh mục, đó mới là một mục một tử, đó mới là một chủ chủ cha. Vậy cha làm vậy đúng hay sai? Sai cha cũng làm, mà đúng cha cũng làm, bởi vì cha làm theo lời lời Chúa, cha đâu có biết đúng hay sai đây. Sao ông thầu thấy sao? Cha đâu có làm sai lời Chúa đâu nè. Phải không nè? Vậy thì những người ngoại đạo thì ai làm? Thưa chính sư trụ trì chùa phải dẫn Phật tử mình về đến đây. Vậy thì những người không có đạo ai làm? Thưa chính hội chữ thập đỏ dẫn công dân của mình về đây. Còn nếu không, cha không làm. Cha làm như vậy có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, cho thấy được cái tình cha con ở trong họ đạo, cái tình thầy trò ở trong chùa, đúng không? Cái tình là chính quyền, là cha mẹ của dân. Điểm thứ nhất, cha muốn cho mọi người nhận ra được cái tình cha con ở trong họ đạo, cái tình sư phụ thầy trò ở trong chùa, và cái tình cha mẹ, chính quyền là cha mẹ của dân. Cha muốn cho mọi người thấy cái tình cha mẹ dẫn con dân của mình vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đúng không nè? Đó, chính quyền là phải luôn luôn thi hành cái câu của Hồ Chí Minh đã dạy: vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vậy thì vì con dân của tôi bị ung thư, bây giờ tôi phải dẫn con dân về đến cho tường để xin được chữa trị. Vậy thì bây giờ học trò của tôi, đệ tử của tôi đã bị ung thư, tôi là sư phụ, tôi phải dẫn đệ tử tôi về đến đây để xin cha tường chữa trị. Vậy tôi là chủ chăn của đàn chiên, con chiên của tôi bây giờ đã bị đau đớn bệnh tật, tôi dẫn con chiên về đến đây để được chữa trị. Điểm thứ nhất, cha muốn dạy cho các cha một bài học đó, để các cha nhận ra được cái đoạn tin mừng này mà các cha phải dẫn con chiên mình về đây bằng bỏ. Còn nếu ký giấy là cha không nhận, cha bãi cái vụ ký giấy, cha bác cái vụ ký giấy. Giờ đây con chiên không được phép xin giấy mà cha sở phải dẫn về, sư phụ phải dẫn học trò về, chính quyền chữ thập đỏ phải dẫn con dân về đây. Cha ban hành cái luật đó vào ngày 1 tháng 7, thì bắt đầu từ hôm nay cha ban hành lần lần, nhưng mà luật đó sẽ được chính thức đi vào sử dụng ngày 1 tháng 7. Còn nếu không, cha không chữa tịch. Bởi vì ở đây không phải cha chữa cho con hết bệnh. Ngoài cái chuyện cha chữa cho con hết bệnh, cha còn làm cho con có tình thương nữa. Chứ còn nếu mà nói chữa cho con hết bệnh, rồi con hết bệnh rồi con không có tình thương cha chữa làm gì? Phải không? Ở đây cha chữa cho con về thể xác và chữa cho con về tinh thần. Sau khi con hết bệnh rồi, con biết yêu thương người này, biết nâng đỡ người kia, biết giúp đỡ người đó. Và cha cũng làm cho các cha thấy được cái chức trách một tử chủ chăn của mình phải dẫn con chiên về đây. Chứ không có chuyện mà ngồi ký đó mập, cha không chấp nhận chuyện này. Luật này cha bãi rồi. Cha đã ban hành cái luật này là có 3 tháng thôi. Thì sau 3 tháng cha bãi luật này. Cha lên cái luật mới, cha ban hành cái luật mới. Vậy thì bắt đầu từ hôm 1 tháng 7 trở đi, thì tất cả các con chiên trên toàn thế giới, nếu ai muốn cha trị ung thư thì linh mục chánh sở phải dẫn về đây.
xin cha chữa trị, chứ không phải dẫn về đây bỏ đây à. Dẫn về đây mà còn phải thưa cha, con chiên của con đang sai thức ăn, giờ nó bị ung thư bao tử, xin cha chữa trị cho nó. Điều cha nói khó nghe lắm, nhưng điều cha nói là cha đang mang lại hòa bình cho thế giới, chứ cha không có mang lại một cái đau khổ cho ai cả. Con hiểu không? Hôm nay con được như vậy thì coi như phần phước của con cũng còn, chứ cha sợ con từ năm định dẫn con vô đây khó lắm con nha. Nhưng cũng phải dẫn, chấp nhận làm chủ chăn của con chiên, thì con chiên mình đau bệnh ở đâu mình cũng phải cõng về. Vì nếu mình không cõng về là mình không đúng tin mừng của lời Chúa. Lời Chúa nói mình là phải băng bó vết thương, phải đưa con chiên về quán trọ. Ở đây con có ở nhà trọ không? Y chang không? Phải đưa về quán trọ để cho ban diện chẳng săn sóc, rồi phải nhờ ban diện chẳng này săn sóc cho con chiên của tôi. Hôm sau tôi quay trở lại, nếu có bề gì tôi sẽ ứng phó kịp thời. Đó là cái tinh thần mà cha đang chữa trị ung thư. Còn cái chuyện mà ký nháy giờ đây là cha đã bãi rồi. Cha nói rồi đó nghe. Hôm nay cha nói xong cái clip này, cha đưa lên mạng, thì cha tin chắc rằng các cha sẽ nghe và con chiên sẽ nghe. Vậy từ nay trở đi cha không cần là con chiên điện thoại về cho cha là bệnh hay khỏe, mà cha chỉ cần biết cha sở báo cho cha, ngày mai con dẫn con chiên của con về trị bệnh ung thư là đủ rồi. Cha không cần ký giấy nữa. Giờ này mà ký giấy ký tờ gì con, nó làm giống như là một cái gì đó không hợp thời nữa con ơi. Cái tình thương nó xa vời hả nè. Đó là cái nguyên tắc mà cha sẽ đưa ra ngày 1 tháng 7 nha. Vậy ở đây cha làm theo lời Chúa, chứ cha không làm theo lời của cha. Cha dạy cho người ta ăn cây cỏ mà hạt giống, đó là lời Chúa. Bây giờ cha dạy cho con chiên một tử yêu thương nhau bằng lời Chúa, chứ không phải bằng lời của cha. Bằng tin mừng của Thánh Luca chương 10, bằng tin mừng của Thánh Luca chương 10 câu 25 đến câu 37. Nếu các cha không chấp nhận đường lối này thì các cha không phải là chủ chăn của con chiên. Nếu các sư thầy không chấp nhận đường lối này thì các sư thầy không phải là sư phụ của đệ tử. Nếu các hội chữ thập đỏ không chấp nhận đường lối này thì hội thập đỏ không phải là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không thực thi lời của Bác Hồ đã nói ra. Đó là nguyên tắc cha đưa ra nha. Vậy hôm nay con đã vượt qua, con chưa tới nguyên tắc này, nhưng mà ít ra thì cha xứ con đã ký giấy gửi con về đây. Cha đọc cho con nghe cái giấy này. Giáo xứ Hưng Nhượng, giáo phận Mù Chu. Giấy giới thiệu: trọng kính cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Con trân trọng giới thiệu với cha, có em Vinh Sơn Vũ Văn Đương, con ông Vinh Sơn Vũ Văn Đáp và bà Maria Vũ Thị Thu là giáo dân giáo xứ chúng con. Em Đương mong muốn được tới gặp cha và nhờ cha giúp đỡ trong việc chữa bệnh. Con kính xin cha thương giúp đỡ. Con chân thành cảm ơn cha. Hưng Nhượng, ngày 18 tháng 6 năm 2018, linh mục chánh xứ, ký tên Agustino Lưu Ngọc Cẩn, Đóng Mộc. Hôm nay là luật này còn ban hành, nhưng đến ngày 1 tháng 7 giấy này không hiệu lực. Chính cha xứ Agustino Lưu Ngọc Cẩn phải dẫn con chim về đây, dù ở xa cách mấy cha không quan tâm, phải dẫn về. Cha lấy ví dụ, bây giờ người ngồi kế bên của con là ai vậy? Bố con. Bố đẻ ra con hay là bố nuôi? Bố đẻ ra con. Vậy bố con đang ở đâu? Ở Nam Định. Còn con ở Sài Gòn đúng không? Bố ở Sài Gòn. Nhưng đáng lẽ con tự về đây chữa bệnh được, nhưng tại sao bố con phải dẫn con về đây? Bởi vì bố con đã sinh ra con. Bố con bây giờ mà cha nói là bây giờ cha ở trong rừng, bố con cũng dẫn con vô rừng luôn, phải vậy không? Bởi vì con của mình đẻ ra. Bây giờ con của mình đó, mình đẻ nó ra mà nó bị 5 căn bệnh như vậy, hỏi chứ bây giờ làm sao đây? Bây giờ nếu cha ở trong rừng, con cũng phải dẫn con đi theo, con của con đi theo đúng không? Vì đó là nấm ruột của con bất
ruột con đẻ ra nó, mà con đâu có thể nào mà con khước từ con nó. Thôi, ở đó xa lắm, tự mày đi chữa bệnh đi, tao không đi theo. Con nói vậy được không? Hả? Không thể nói vậy được. Vậy thì linh mục chánh sở, vậy thì sư trụ trì chùa, vậy thì chính quyền chữ thập đỏ phải làm y như người cha đẻ vậy. Đó là nguyên tắc của cha nha. Và khi làm như thế thì mới chứng minh được là tình thương cha con sau này mới sống tốt được con ạ. Nha. Như vậy cha đã nói với con đã hết lời rồi. Bố của con cũng dẫn con về đây rồi. Hồ sơ bệnh án của con có đầy đủ rồi nha. Thì thôi thì bây giờ con phải tới đây là con chỉ còn nghe lời cha nữa là chấm dứt để được mau chữa lành nha. Bây giờ con đã có đủ hồ sơ giấy tờ rồi, con về đây sẽ cấp cho con một cái thẻ bài. Thẻ bài này con được đi trị bệnh ở đây chừng nào hết vậy? Con hết thì hoài, không ai được làm khó con. Đây là thẻ bài, có kỹ nha. Điểm thứ hai, con phải làm hai cái đơn. Một là cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Hai là cái đơn cam kết khám chữa bệnh. Cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí này con ký tên vào, thì khi con hết bệnh ở đây không đòi tiền con nha. Và cái đơn này cũng nói với con rằng cha không rủ con về đây, mà chính cha sở con và chính cha bố sanh ra con đã gửi con về đây, chứ cha không quy tụ con nha. Do vậy mà con phải ký vào cái đơn này nha. Con có nghe những cái clip cha làm trước rồi phải không? À, vậy con ký vô đây nha. Con tự nguyện ký nha. Ký vô để hết bệnh không được, không ai đòi tiền con. Ký vô để nói với con rằng cha không rủ con về nha. Con chịu không? Chịu ký vô. Cái này viết sao đi con? Ký vô đây thì lát mình làm giấy mình viết sao. Rồi, đây là cái đơn gọi là đơn xin khám chữa bệnh. Khi con ký vào đây rồi thì con khám hết bệnh không được đòi tiền con nữa. Thí dụ như ngày mai cha cho ra khỏi phòng khám một ca ung thư tủy. Ngày mà bà vô là bà ung thư tủy. Rồi hôm nay bà ra, bà hết ung thư tủy, cha không được đòi tiền lại nha. Là ngày mai cha cho ra một ca ung thư tủy. Hôm nay con viết thêm, con ký cam kết thêm một cái giấy nữa, gọi là giấy cam kết khám bệnh. Tuy mặc dù bây giờ con đang mạnh khỏe, con không có chết chóc gì hết, nhưng mà trong quá trình điều trị con không biết bao nhiêu ngày tháng, lỡ con có trúng gió hay là tai biến con chết đột quỵ gì là cha không thường duyên mạng con được. Như vậy con muốn được cha chữa trị thì con phải ký tên vào đây. Khi con có bất đắc kỳ tử mà con chết, con không được thư kiện cha thì cha mới dám chữa. Phải vậy không? Con có đồng ý vậy không? Chắc chắn không? Chắc chắn thì con ký vô. Đây, con ký vô đây. Rồi, ba con ký vô đây. Ký vô đây. Viết thêm ở dưới: Tôi thay mặt gia đình cùng vợ và các con tôi ký vào giấy cam kết này. Sẽ không làm khó ban nhiệm trận.
Tại vì anh đi có mình à, cho nên phải giết thêm. Còn nếu hai người thì không cần giết. Các ban diễn cảnh. Tôi thay mặt gia đình cùng vợ và các con tôi ký vào giấy cam kết này sẽ không làm khó ban diễn cảnh. Đã. Cha cũng ký tên vô luôn nha. Rồi. Giờ đây cha cũng ký tên vô đây, có nghĩa là cha cũng chịu trách nhiệm để chữa trị cho con. Nghe con. Vậy hồ sơ của con đã làm xong thì cha nhắc con lại một lần nữa, bắt đầu kể từ hôm nay cho đến ngày con không còn ung thư bao tử nữa thì con phải theo lời của ban diện cảnh chữa trị cho con, và con cũng không được đào ngũ dọc đường. Đào ngũ tức là bỏ khám dọc đường, vì mọi người đang muốn cứu con nha, mọi người đang muốn cứu con để con được hết bệnh, cho nên con không được bỏ cuộc dọc đường nha. Và cha nói là một lần nữa là con may mắn thay là chưa tới đầu tháng 7 cha áp dụng luật này. Luật này là luật gì? Luật này là luật cha sở phải dẫn con chiên về đây, chứ không được ký tên nữa. Sư thầy phải dẫn Phật tử về đây, chứ không được ký tên nữa. Chữ thập đỏ phải dẫn con dân về đây, chứ không được ký tên nữa. Đó là luật cha sẽ ban hành ngày 1 tháng 7. Cha đã nói hết rồi. Thì khi cha nói, điều cha đã nói là đã nói. Điều cha đã viết là đã viết, điều cha đã ký là đã ký, điều cha đã làm, không thay đổi. Vì cha là Nguyễn Văn Tường, chứ không phải Nguyễn Văn Tượng, mà cũng không phải là Nguyễn Văn Tưởng. Nguyễn Văn Tưởng là ổng nói với mình tưởng tượng ra như thế. Nguyễn Văn Tượng ổng nói ổng là bức tượng đâu có sao. Cha là Nguyễn Văn Tường, nói cái gì là làm cái đó. Như thế cha mới khống chế được bệnh ung thư. Vì Chúa nói là thứ quỷ này than cha và còn quỷ mới trị được nha. Cha nói rõ cho tụi con nghe như vậy. Đó là những lời chân thành của cha. Cha mong rằng ban diện cảnh cùng với con sẽ hợp tác nhau để mong sớm được ngày mình. Đó. Mọi người có ý kiến gì không? Vậy mình nghĩ nha. Cha giao hồ sơ này lại cho ban diện cảnh nha. Cố gắng ban diện cảnh phải giúp đỡ anh này. Và con cố gắng nghe lời nha. Rồi mình đứng lên đọc kinh. Những nhân cha và con và thánh thần nghe lên. Sáng danh của cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các hãng linh hồn được lên chốn nghiệm ra thần thân thế mà Đức Chúa Trời nói nó vô và vô cùng anh em. Là Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời của chúng con tâm sự với nhau, và Chúa cũng đã hiểu thấu lòng của chúng con là chúng con phải ăn chay cầu nguyện để xua trừ ma quỷ trong người anh em này. Xin Chúa hãy trợ lực cho chúng con và nâng đỡ người anh em Vũ Văn Đương này để họ quyết lòng ăn chay, họ quyết lòng xua trừ ma quỷ để họ trở về quê hương thờ Chúa. Đó là tâm nguyện của chúng con cũng như tâm nguyện của bệnh nhân Vũ Văn Đương này. Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho cái đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nay vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi, sẽ giao lại cho ban diễn cảnh nha. Rồi. Bác với anh.